Dạ rồi, hello, em xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ, an lành và gặp nhiều may mắn. Thì giới thiệu với cả nhà, hiện tại em đang có mặt ở trên con đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Hướng đi thẳng là đi vô chợ Vĩnh Long đó cả nhà, còn ngược lại là đi về cầu Lầu. Thì hôm nay em mời cả nhà cùng đi một vòng chợ vào cuối tuần cùng với gia đình em xem như thế nào nha. Em vô nào. Thì hôm trước có một người anh, người chú gì có nhắn mình đó em. Có đi ngang cái chỗ du lịch gì ta, Hoàng Yến hay gì á. Quay chỗ đó là chậm chậm cho chú xem. Thì hôm nay có dịp em sẽ đi, em cũng không biết chỗ đó ở đâu luôn nữa. Để em đi tìm. Nằm ở trên con đường này luôn nè. Yeah. Chú không quay lại đường này đâu á. Số nhà 20 á. Vậy là bên tay trái ha. Với lại có anh bạn nhắn tin quay kêu bữa nào quay đô thị hot, mà bữa nay chắc mình đi không có đô thị rồi, chợ quá đông luôn, chợ cuối tuần cả nhà ơi. Số 70 rồi kìa. Càng chạy lên là số nó càng nhỏ rồi á. 70 tới 68 quy tiết quá đông, nó mất 10.000 luôn, chú hút giải 5.000 luôn kìa, rẻ dữ ha. Có cả giờ người ta trồng nhiều quá gì á. Tiệm Hoàng Kim Hoàng tiệm vàng chắc cũng lâu năm dữ lắm rồi nè, nằm ở góc đường 3/2 cái nhà, 1/5 đúng rồi. Với lại cái chữ người ta in vô cái nhà luôn á, giờ tao chơi bán hiệu không à. Anh Vũ mua vàng đó luôn á. Rồi số mấy rồi, 4 rồi. Quá đông luôn cả nhà ơi, đông như hồi Tết vậy ha. Nhà lòng chợ Vĩnh Long rồi đó nha, bên tay trái em. Trong đó bán ba đồ tạp hóa nhiều. Bên đây là chợ rau củ quả đó. Ở bên trong nữa là chợ cá. Đủ đủ bự ghê ha. Chợ đâu phải 5 kg á, quá to luôn. Số mấy rồi, số 48 rồi. Giờ ở đây ta bán được câu rồi, quá trời nè. Tỷ Mai hả ta? Phải Tỷ Mai không? Tỷ Mai đúng rồi, Tỷ Mai kìa. Tỷ Mai hả? Tỷ Mai nè. Số về số đối diện với khách sạn Cửu Long. Tỷ Mai là địa chỉ số 26 28 11/5. Phải hả ông ta? Còn bên đây là dịch vụ xe du lịch ở đâu? Kế bên luôn hả? Dịch vụ xe du lịch này là địa chỉ chắc 28 á. Quay số nhà 20 kế bên Tỷ Mai á. Mà số nhà này Tỷ Mai là 24. Ủa vậy đúng rồi, ngôi nhà chắc ngôi nhà màu xanh đó đó. Nhà màu xanh là số nhà 20 á, nếu mà chú có xem clip này chú xem thử có phải ngôi nhà này ngày xưa chú ở không nha chú. Đó, còn chị quay lại một chút vậy nè. Được. Hả? Em nói gì? Vậy hả? Vậy anh nghe đợi chút đi được không? Đó. Nguyên khu này nhà cũng rất là xưa luôn ha. Chắc chạy quá. Cái người ở quá. Quê khu nhà này người ta làm cái vách đó bằng ngói bằng gì nọ để hâm gió em. Không biết bằng cái gì á. Nhà này là lâu lắm rồi đó. Chưa có ai tu sửa đó. Thôi giờ mình đi chợ mua đồ thôi cả nhà ơi. Chạy luôn. Vô ngang chợ cái cây. Dưa gan hả? 8.000 kg. Quá giờ chợ bữa nay chạy cái cây cũng đông dữ trời. Tao mua cũng nhiều lắm á. Mà bán trái cây còn bán rau củ rồi nữa. Bắp nấu nữa kìa. Củ lùng chứ không phải củ nùng ha. Thì đợt hổm anh nói củ lùng ai cũng cãi hết trơn. Đợt đi ấy đó. Lùng của gờ đó em. Đây là phía sau ngôi nhà của ngôi nhà 20 rồi cả nhà, số 20 nãy nè. Mỏ này nó nằm ở trên đường Nguyễn Trãi mặt sau á. Nguyễn Trãi thôi, Nguyễn Trãi thành phố có tiếng lắm á. Phố Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi ta, Nguyễn Trãi nữa, Nguyễn Trãi cái shop đồ ở đó dữ dằn lắm á. Trời ơi, ngày xưa ở Sài Gòn mấy năm trời đó cưng. Từng sống ở quận 5 mà. Cái đường Nguyễn Trãi đó, nó giáp quận 5 với quận Nhất chứ đâu. Trời ơi. Trung Hoành luôn. Lội Cà Mau ở Hậu Giang nữa. Về Vĩnh Long rồi để coi sống ở đâu đó ta. Đó giờ đi sống Cà Mau Hậu Giang rồi Sài Gòn Hậu Giang rồi Vĩnh Long. Giờ Vĩnh Long là nhiều nhất. Sài Gòn sống cũng nhiều hơn ở với Cà Mau đó. Cà Mau sống có mấy tháng à. Thôi giờ mình đi mua đồ chai trước đi ha xã. Để mua cái gì nữa. Mua hồi mua đồ Bình Phước Kiến rồi đó. Bình Phước Kiến trong đây với Lữ Lam đồ đó. Lên lịch sẵn đi để hồi quên. Đây chỗ bán đồ chai của chợ Vĩnh Long đây cả nhà ơi. Nó nằm ở trên con đường Nguyễn Văn Nhã. Ngay góc giáp với đường Hùng Vương. Đây nè. Em xuống em mua đi ha. Rồi, xuống mua đi. Tiền phải không? Ok. Vô mua đi. Chút tới chốt cho mấy chú xe ôm cũng chạy cái nhà ơi. Trời đây ta bán đồ chai rất là nhiều. Chạy vô đây mua thuốc luôn cả nhà. Thuốc cuốn rồi. Cái này hỏi cháy đèn không? Ôi trời ơi, cháy đèn luôn hả? Trời, quên tắt rồi. Đó mà. Rồi đi mua đi. Chạy đây luôn. Lên cái nào như đây thôi hả? 30.000 không? 60.000 đó. Trời ơi mắc gì vậy? Trai mà. Ủa trai mắc hơn đồ ấy nữa. Vô đây mua hút kiến này. Không có làm được không ha? Vô mua ủng hộ cô chú trong đây cả nhà, thấy hai vợ chồng lớn tuổi rồi mà còn bán buôn bán tận hẹp, không biết có bán không. Cô chú ở đây có bán bịch hút kiến không? Dạ lấy cho con bịch đi. Dạ ở trong nhà ăn bịch, ở ngoài sân bịch đi. Còn trong nhà còn người để nó không thôi. Dạ vậy là con một bịch ở trong nhà, một bịch ở Gãi Kiển. Dạ. Dạ. Của con nhiêu tiền? 2 triệu. Cái nào để trong nhà để cho con biết đi giùm con. Dạ mình trộn với đường ha. Cái này thì cãi ở ngoài sân. Khỏi trong đường. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Đây 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 đây. Không nhẽo giá à. Nắng quá, đổ nắng quá. Dạ. Mua gì nữa không? Vậy đủ luôn ngày đó. Thôi về luôn. Về bà Út có gì mua lưỡi lam ở đó luôn đi. Đường này coi giá vàng chơi. Ô, nay làm gì tình trạng đông dữ trời. Lên nữa hả? 4 triệu 4 triệu 470 ngàn. Giảm mà dữ rồi ha. Rồi đến đây em cũng xin phép được tạm dừng clip. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết clip. Nếu có điều chia sẻ sót mong rằng cả nhà thông cảm bỏ qua nha. Cũng không quên chúc cả nhà ngày mới an lành và gặp nhiều may mắn. Bye bye.